Ngạo quỷ thường á họ ở bất cứ nơi nào, thí dụ như cái nhà, bất cứ nhà nào hay khách sạn đều có ma quỷ hết. Quý vị đi bất cứ khách sạn nào trên thế giới đều có hết. Trước khi mình vô cái phòng mà mình lấy cái phòng rồi đó, mà cái phòng cuối cùng á là lúc nào cũng đông tụi nó hết, thì tụi nó đang ở ngon lành, nó đang vui, mình vô á là mình interrupt nó, là giống như mình phiền nó vậy đó. Thì trước khi vô mình phải khấn cái, mình như mình nói chuyện phong lung đi, nó xin quý vị hôm nay tôi tới đây mướn căn phòng này, quý vị cho tôi một đêm ngủ an lành, quý vị nên đi kiếm phòng khác. Rồi lấy cái đôi dép của mình á, mình hoặc là đôi giày của mình á, mình để cái mũi đi ra ngoài đường, đi ra ngoài cái hoa á, cái hành lang á, thì mình biết họ họ biết mình là mình có một chút xíu respect họ, kính nể họ, và đồng thời mình cũng có xin phép thì họ sẽ không có làm phiền mình. Còn nếu mà mình không làm cái chuyện đó, gặp lỡ như cái giận xui của mình, hay là mình đang ở lúc bệnh hay là thần thức mình yếu á, là nó phá mình chết luôn á, có thể là bị tôi mạng á. Cho nên bất cứ khách sạn nào cũng đều có vong linh hết, bất cứ cái nhà nào mà không có người ở chừng 3 tháng đều có. Khi mình vô mình mua hay là mình mướn, mình cũng đều phải xin họ để đi, thì họ sẽ đi qua nhà khác thôi. Tại vì khi họ sống á, họ đã từng có cả chục căn nhà, chục cái biệt thự villa khủng khiếp lớn khổng lồ, nhưng mà khi họ vừa chết đi rồi thì con cái hay là vợ chồng của họ lấy villa đó cho bồ nhí hay là ghệ nhí ở, thì họ về đó thì họ bực, họ đâu có muốn về, mà giờ họ về họ lẻ loi cũng giống như người ăn trộm rình mò coi vợ mình bữa nay dẫn mấy thằng về, con mình bữa nay quậy kiểu nào, tiền của mình nó xài sao mà hồi mình sống mình không dám xài sang, cho mấy đứa này sao nó xài sang, lúc đó mình còn lên máu nữa, mình còn sốc nữa. Lúc đó không có máu lên phải không, nhưng mà cái sân nó lên, hận nó lên, lửa lửa lên, thì thôi tôi đi theo bạn bè tôi, cô hồn cốt đảng ở ngoài đường thiếu gì để mà tôi có sự an ủi với bạn bè. Tức là mình sẽ tự động mình sẽ bị loại ra khỏi một cái gia đình mình bằng cách là mình không có muốn bị bực bội, thì lúc đó mình mới gọi là tập tụ bè tụ đảng đó, là đi từ nơi này sang nơi khác. Thì họ sẽ ở vào những khách sạn, họ ở vào những cái nhà quan, đó là sự thật nha quý vị, đừng có coi thường. Tại bữa nào chị không lên đây kể chuyện ma với kể chuyện tiên thánh thần á, những cõi vô hình sống rất là gần gũi với chúng ta, kiệt sống cũng rất là gần gũi với mọi người, với họ không có gì là gọi là lạ hết á, cái đó cũng không có gọi là vua dị đoan nữa, mà đó là 1.000.000% là thiệt á.